X51 Story mến chào các quý vị thính giả. Hành giả Võ Tòng chi khí đầy mình, kiêu dũng oanh oanh liệt liệt là một trong những anh hùng chiếm được nhiều thiện cảm nhất của người đọc, người xem thì hử. Phàm anh hùng thì trọng anh hùng, nhưng cả đời Võ Tòng lại chẳng có bằng hữu nào đáng gọi là tri âm. Võ Tòng để lại ấn tượng đẹp bởi võ công thần dũng, quý quyền đẹp mắt vang danh thiên hạ, can đảm nghĩa hiệp. Tên tuổi Võ Tòng gắn liền với danh xưng anh hùng đánh hổ núi Cảnh Dương. Thật là rượu này sức ấy tải kia, trời còn coi bé huống chi vật thường. Giữa đường gai góc ra tay, anh hùng phận sự xưa nay thường tình, vì đâu dẹp nỗi bất bình, há rằng trục lợi tham danh như người. Trong tác phẩm Thủy Hử của Thi Nại Am về nghệ thuật thì hay nhất là sự đối xứng khi nói về Võ Tòng. Tả Võ Tòng vừa giết hổ ngay sau đã giết đàn bà, tối độc phụ nhân tâm, lòng dạ đàn bà còn ghê gớm hơn hổ dữ. Giết Tây Môn Khánh ở lầu sư tử, trước đà hổ sau sát sư. Võ Tòng vừa giết chị dâu, hồi sau đã lại kết nghĩa với một chị dâu khác. Thế mới biết thế gian luôn có người ngay kẻ gian. Trong số các anh hùng của Lương Sơn Bạc, Võ Tòng là một anh hùng coi trọng tình yêu và chính nghĩa. Từ lâu trước khi thành danh, Võ Tòng đã thích đề cao công lý, không chỉ giết hổ trên đồi Cảnh Dương mà còn trừ được một mối họa cho địa phương, ngoài ra còn giúp Võ Đại Lang đã trả thù, tự tay giết chết Tây Môn Khánh và Thẩm Kim Liên. Vì thế anh mới vướng phải con đường tuyệt vọng. Nhưng có người lại cho rằng thực ra Võ Tòng rất cô đơn, không có bằng hữu. Có người không tin, Võ Tòng như thế, kết giao sâu đậm với Lộ Chí Thâm, Dương Chí, Thi Ân, Tống Giang, tại sao lại không có bạn? Thế nào gọi là bạn? Giang hồ cho rằng, sĩ vị tri kỷ tử, kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, ví như tình bạn quan trọng và bảo túc nha, ví như đào viên Tam Anh kết nghĩa, ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi kết nghĩa vườn đào. Võ Tòng cũng kết giao với một vài người tạm có thể coi là bằng hữu. Đầu tiên là kết giao với Lộ Chí Thâm. Từ sau khi tụ nghĩa ở núi Nhị Long, dường như là bên nhau không rời, nhưng chủ trương chính trị của hai người không hoàn toàn nhất trí. Về tình cảm cá nhân mà nói, Võ Tòng cũng trượng nghĩa thủ tín, nhưng chỉ là với người và việc có liên quan đến bản thân. Điều này khác hẳn so với tính tình của Lộ Chí Thâm. Lộ Chí Thâm giữa đường thấy chuyện bất bình liền rút đao tương trợ, ba quyền đánh chết Trấn Quan Tây để cứu Kim Thúy Liên hoàn toàn không quen biết. Ở núi Đào Hoa, vì hạnh phúc của con gái Lưu Thái Công, Lộ Chí Thâm xả thân quên sống chết, mưu trí vào sơn trại, dạy một bài học cho Chu Thông vốn hoàn toàn không có thù oán gì với mình. Trong rừng giã trư cứu Lâm Sung, dám vỗ mặt thái sư đương triều Cao Cầu. Võ Tòng dừng khoái hoạt rượu say đánh chết Tưởng Môn Thần, chẳng qua là giúp Kim Nhãn Mưu Thi Ân. Mà người này ngày xưa trước mặt phụ thân đã nói giúp cho Võ Tòng tránh bị đánh, lại từng đem chút rượu thịt cho Võ Tòng. Vậy nên nguyên do Võ Tòng hành động là vì báo ơn. Dương Chí cũng không phải bằng hữu thực sự với Võ Tòng. Dương Chí vốn là hậu duệ của Dương gia tướng, địa vị rất cao. Hơn nữa Dương Chí từ nhỏ thuộc lầu thi thư, tinh thông võ nghệ. Ông lại đã từng làm qua đề hạt, chế sứ, mong muốn công danh phong hầu, thê tử đề huề. Do đó Dương Chí và Lộ Chí Thâm có thể tâm đầu ý hợp, xét cho cùng cũng là quan cấp dưới, còn với Võ Tòng chỉ là kết giao bình thường. Tống Giang là đại ca Lương Sơn, vốn xưa nay tự xưng là Cập Thời Vũ, có người cho rằng chẳng qua là vì mưu danh, cầu vốn liếng chính trị. Do đó điểm xuất phát của Tống Giang là để sau này đạt được lợi ích lớn nhất, kết giao với mọi người đều là như vậy. Tống Giang rất thích Võ Tòng, chẳng qua là thích công phu quyền cước của ông, còn về những điều khác thì cũng chỉ làm ra bộ vậy thôi. Thi Ân cũng như vậy, vốn là con em nhà phú gia, những năm thiếu thời phiêu lãng, con nuôi mấy võ sĩ ở rừng giã trư, trong ngục thu chốt phí, do vậy thổi gió nổi sóng, ở rừng giã trư làm gì tùy ý. Vì Tưởng Môn Thần đã cắt đứt đường tài vận của ông, lại có liên hệ với đám người như Trương Đô Giám, trong lúc bất lực mới mời Võ Tòng ra tay. Thực ra, đây cũng là đưa Võ Tòng vào đường chết, cũng tuyệt đối không phải hành động đối với bằng hữu tốt. Hãy xem Lộ Chí Thâm đối đãi với Sử Tiến, với Lâm Sung thì biết Võ Tòng không giống Lộ Chí Thâm. Trong lòng Lộ Chí Thâm chứa đầy tình huynh đệ, mà Võ Tòng lại không phân biệt rõ thị phi, cảnh giới hai người rõ ràng cao thấp khác nhau. Khi Sử Tiến bị bắt, Lộ Chí Thâm nói, đợi chúng ta đi sơn trại gọi người đến, thì tính mạng của người anh em Sử gia không biết đã đi đâu rồi. Võ Tòng lại can, cứ cho là giết thay thô đi, cũng sao mà cứu được Sử đại quan nhân. Võ Tòng quả là không muốn để Lộ Chí Thâm đi. Chu Vũ lại khuyên, xin thầy bớt giận, Võ Đô đầu luận cũng đúng. Lộ Chí Thâm nóng ruột nói, đều là ngươi loại người chậm chạp này. Thế này thì để mất người anh em Sử gia của ta. Ngươi cũng đừng đi Lương Sơn báo tin nữa. Xem ta đi thế nào, mọi người đâu có khuyên ngăn được. Đương nhiên hành vi của Võ Tòng cũng là nghĩ đến sự an toàn của Lộ Chí Thâm, nhưng nên biết rằng, dựa vào sách lược của Chu Vũ, cộng thêm công phu của Võ Tòng, cứu Sử Tiến không phải là không thể. Cái gọi là thiên hạ có một chi kỳ là đủ rồi, trong mắt Lộ Chí Thâm thì Sử Tiến chính là nhân vật như vậy. Do đó ông mới có thể vì chi kỳ xông pha nước sôi lửa bỏng, quyết chẳng từ nan. Đương nhiên Lộ Chí Thâm đối đãi với Lâm Sung cũng một lòng như thế. Võ Tòng mặc dù vô số tranh đấu, giết người vô kể, thực ra lại không có bằng hữu chân chính. Trái lại, ông có thể cảm nhận được một số người thân tình thực chất là đang lợi dụng mình. Dẫn đến sau này ông thường luôn ở bên Lộ Chí Thâm. Đây có lẽ là nỗi cô đơn cùng cực không cách gì vượt thoát được của vị anh hùng đánh hổ thông minh, thần vũ.
Trong cô đơn không người chi kỳ, lao vào các cuộc chiến sống chết khôn lường, Võ Tổng đã ngộ ra thế gian hiểm ác, nhân tình bạc bẽo, đời người ngắn ngủi vô thường. Sau khi đội quân Lương Sơn được triều đình chiêu mộ, nghĩa quân Lương Sơn chinh chiến nhiều nơi, giúp triều đình đánh tan các quân phản loạn, khiến nhiều anh hùng Lương Sơn từ trận, Võ Tổng còn bị mất một cánh tay. Vì vậy, sau trận chiến, Võ Tổng không lựa chọn theo Tống Giang trở về Bắc Kinh, mà lựa chọn đến Hàng Châu xuất gia. Tống Giang khi nghe được lời yêu cầu của Võ Tổng, không còn cách nào khác, đành nói ra bốn chữ: tùy theo ý đệ. Nhiều ý kiến cho rằng Tống Giang đã không giữ chân Võ Tổng để tiếp tục ở lại đội ngũ anh hùng Lương Sơn. Có thể là Tống Giang cảm thấy Võ Tổng đã mất đi một cánh tay, không còn nhiều giá trị sử dụng, nên để cho Võ Tổng rời khỏi đội của mình. Võ Tổng đối với chuyện này cảm thấy rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên, điều mà Tống Giang không bao giờ ngờ tới là dù đã có đóng góp lớn cho triều đình như vậy, nhưng ông vẫn bị đóng khung bởi kẻ phản bội Cao Câu và những người khác. Cuối cùng thứ ông nhận được chỉ là một chén thuốc độc của hoàng đế. Trong lòng vô cùng chua xót, mặc dù biết trong rượu có độc, nhưng vì là ngự tửu không thể không uống, Tống Giang không còn cách nào khác là kéo lưng Lý Quỳ, tự kết liễu đời mình trong giấc mộng và cuối cùng được chôn cất một cách thê thảm tại Liệu Nhi Oa. Sau khi nghe tin Tống Giang qua đời, Võ Tổng không những không khóc mà ngửa mặt lên trời cười nói: tất cả đều đã kết thúc rồi. Vậy tại sao Võ Tổng, người luôn coi trọng tình nghĩa và lẽ phải, lại trở nên tàn nhẫn như vậy, khi anh nghe tin người anh cả của mình đã chết lại không rơi một giọt nước mắt nào? Trên thực tế, có một số mâu thuẫn giữa Võ Tổng và Tống Giang. Khi Tống Giang chuẩn bị chấp nhận việc chiêu mộ của triều đình, Võ Tổng không đồng ý với cách xử lý của Tống Giang, thậm chí còn có một cuộc cãi vã gay gắt với Tống Giang. Tuy nhiên, chỉ có một số anh hùng ngay thẳng như Lộ Chí Thâm ủng hộ Võ Tổng, còn lại hầu hết các anh hùng Lương Sơn đều im lặng, vì họ đều bị lời nói của Tống Giang làm cho mờ mắt và chìm đắm trong mộng đẹp sau khi được triều đình chiêu an. Vì vậy, trong sự bất đắc dĩ tột cùng, Võ Tổng đã theo Tống Giang nam chinh bắc chiến, hết trận này đến trận khác, khiến binh sĩ của Lương Sơn bạc hao tổn nặng nề, cuối cùng hơn 70 anh hùng Lương Sơn đã bị giết trên đường viễn chinh phương Nam. Chỉ còn vài chục trong số 108 những anh hùng sống sót. Những mất mát này đã khiến cho Võ Tổng càng thêm thất vọng với Tống Giang. Vì vậy, khi nghe tin Tống Giang qua đời, trái tim của ông đã trở nên vô cảm. Vì vậy, ông đã ngửa mặt lên trời và cười nói bảy chữ này, như tuyên bố rằng thời đại của các anh hùng Lương Sơn bạc đã kết thúc. Võ Tổng xuất gia tại chùa Lục Hòa tại Hàng Châu, thọ 80 tuổi rồi tịch. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.